Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toán Thư. Quý vị thân mến, 18 giờ 09 phút ngày 4 tháng 10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Quân y 108, hưởng thọ 103 tuổi trong sự tiếc thương của hàng triệu con người Việt Nam. Điều đặc biệt là Đại tướng cũng như nhà nước đã không chọn thủ đô hay vùng đất cố hương Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình là nơi chôn rau cất rốn, nơi tổ tiên, cha mẹ Đại tướng đang ăn giấc ngàn thu để làm nơi an nghỉ vĩnh hằng, mà lại chọn một vùng đất đặc biệt khác. Vậy vùng đất Đại tướng chọn nơi an nghỉ của mình là vùng đất nào? Nó có điều gì đặc biệt và có liên quan tới những dự tính thiên tài của Đại tướng hay không? Tất cả sẽ có trong video của Việt Sử Toàn Thư. Sau khi Đại tướng mất, vào 16 giờ 45 phút chiều ngày 7 tháng 10 năm 2013, sau cuộc họp khẩn giữa Trung ương, tỉnh Quảng Bình và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là trưởng ban tổ chức lễ tang Đại tướng và gia đình đã chính thức quyết định địa điểm an táng Đại tướng. Đó là Vũng Chùa, Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là địa điểm lúc còn sống, Đại tướng đã đồng ý với gia đình để Đại tướng yên nghỉ vĩnh hằng. Gần như ngay lập tức, các đơn vị công binh và nhiều lực lượng khác đã tập trung nhân lực, vật lực trong 4 ngày để mở đường vào khu vực này. Tại sao chính Đại tướng chọn nơi đây là nơi yên nghỉ cuối cùng mà không phải quê hương hay vùng đất anh hùng nào khác? Phải chăng vùng đất này có chứa điều gì bí ẩn mà chỉ có con mắt, tầm nhìn của bậc vĩ nhân mới có thể thấu được? Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về Vũng Chùa, Đảo Yến và cùng tìm hiểu những điều đặc biệt tại vùng đất thiêng này. Vũng Chùa Đảo Yến nằm cách đèo ngang 7 km về phía nam, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Đảo Yến thuộc dãy Hoành Sơn, đâm ngang ra biển. Nằm bên vị nước sâu Hòn La, dưới chân đèo ngang hùng vĩ, Vũng Chùa là bãi biển sạch, cát trắng trải dài, được bao quanh bởi màu xanh ngát ngút ngàn của cỏ cây. So với nhiều bãi biển khác, Vũng Chùa vẫn giữ vẻ đẹp hoang sơ và yên bình. Vũng Chùa là vùng đất có vị trí đắc địa, hướng nhìn ra biển Đông thoáng đãng nhưng lại kín gió. Nơi đây thế núi hùng vĩ, dáng tựa thân sao long, có mũi sông đâm ra tận mép sóng, biển trời hiền hòa, người dân chất phác, can trường. Với địa thế cong hình cánh quạt, lại được bao bọc bởi ba đảo là Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm, Đảo Yến, nên khu vực vùng biển Vũng Chùa khá kín gió. Vì vậy, dù hướng mặt ra biển Đông, nhưng sóng ở đây không ào ạt xô bờ mà nhẹ nhàng như vỗ về bờ cát. Đây cũng là lý do nhiều tàu thuyền neo đậu ở Vũng Chùa trong những ngày gió bão. Cách Vũng Chùa không xa là đảo Yến thơ mộng, thường được người dân địa phương gọi là đảo Nồm, gọi theo hướng gió. Sau này, người dân gọi là đảo Yến bởi trên đảo có nhiều chim yến về đây làm tổ. Đảo Yến như bức bình phong nổi lên giữa biển. Người dân địa phương bảo thế của đảo Yến là thế hồ phục, nằm chấn giữ đất liền và biển lớn. Trong sách Đại Nam Dư Địa Chí Ước Biên của Cao Xuân Dục thời nhà Nguyễn gọi đây là Vịnh La Sơn, được bao bọc bởi những ngọn núi như những bức tường thành. Phía đất liền là dãy Hoành Sơn, thế như rồng cuốn hổ ngồi, trùng trùng điệp điệp lan ra tận biển. Với đỉnh mũi rồng che chắn phía tây bắc, phía đông có nhiều đảo nhỏ, dân gian gọi là hòn. Không những đẹp, hoang sơ, yên bình và địa thế vô cùng đặc biệt, nơi đây còn là vùng đất thiêng với rất nhiều câu chuyện bí ẩn được người dân lưu truyền. Rất nhiều truyền thuyết dân gian như việc người dân vùng này không dám chặt cây tròi trắng vì đây là loại cây tương truyền được Long Vương dùng xây thủy cung dưới biển. Mà Long Vương từng nổi sóng lớn giúp dân nhấn chìm chiến thuyền của quân Chiêm khi đến quấy phá dân làng thời Đại Việt. Dân gian còn truyền miệng câu chuyện năm vua Lê Thánh Tông xuất thủy quân đánh Chiêm Thành, đã dừng lại nơi đây lập đàn xin thần linh phù hộ thắng giặc và chúng sinh an lành. Sau đại thắng, vua lại trở về lập đàn cáo cùng trời đất tại đây. Đặc biệt, có nhiều câu chuyện liên quan đến việc nơi đây là huyệt Đại Cát, nhưng không phải ai mất cũng có thể chôn cất nơi này. Huyệt Cát thì nhân sẽ cát. Huyệt Đại Cát là nơi khí tụ, có thể đứng huyền vũ, nghĩa là lưng dựa vào miền đất cao. Bên trái tả Thanh Long, nghĩa là có dãy núi cao tỏa ra như hai cánh tay che bên trái huyệt đất. Có hữu Bạch Hồ, nghĩa là bên phải cũng có một dãy núi hoặc đất cao che bên trái huyệt đất. Có Chủ Thước, nghĩa là ngoài vùng nước
có một miền đất cao như cái bình phong chắn gió thổi vào huyệt đất. Vì vậy, rất nhiều người khi nghe đây là vùng đất huyệt cát đã tìm cách mang hài cốt của người thân đến đây chôn cất với hy vọng được hưng thịnh về sau nhưng đều không thành. Nhiều bô lão trong làng đã được nghe kể chuyện xa xưa được lưu truyền trong dân gian. Đó là câu chuyện về người Tàu biết nơi đây là khu mộ huyệt Đại Cát nên đã tìm cách đem hài cốt cha mình đến đây chôn trộm. Vừa dừng bước lên bờ thì bỗng trong rừng xuất hiện một đôi hổ, một con đen, một con trắng nhảy ra gầm vang đe dọa. Anh vội vàng đẩy thuyền chạy về. Lần sau, anh ta mượn một thầy phù thủy đi cùng thì không thấy hổ nữa. Nhưng khi đào mộ rồi đặt cha mình xuống thì kỳ lạ. Hải cốt đặt xuống đáy hố thì tự nhiên đất lại đùn lên, đẩy gói hải cốt trở lại mặt đất. Thầy phù thủy bày đàn, bấm độn triệu thỉnh thổ địa lên hỏi. Thổ địa trả lời, đây là huyệt mộ Đại Cát, nhưng không dành cho người này. Chôn xuống sẽ bị đào lên. Anh người Tàu sợ quá, vội mang hài cốt cha mình về Tàu. Về phong thủy đặt mộ phần thì huyệt Đại Cát phải là nơi hình ngăn khí tụ, hóa sinh vạn vật là đất thượng đẳng, tức là chân huyệt. Nếu không có hình tốt, tức thế đất không ngăn được khí. Khí không tụ lại được thì an táng vô nghĩa. Nhưng đất có hình rồi thì cũng phải có thế. Thế đất cát là huyệt sẽ cát, huyệt cát thì nhân sẽ cát. Thông thường, an tán ở trên thế đất phình. Táng kinh có viết, thế đất có bình phong, đằng sau huyệt mộ có đất hoặc núi cao như bức bình phong để tựa, được che chắn, chôn đúng phép, vương hầu nổi lên. Thế đất như tổ yến, tròn, vuông, cân đối, chôn đúng cách, được chia đất phong. Thế đất như diều kép, tròn, vuông, cân đối, phẳng phiu, mộ huyệt có thể giàu có. Với người phương Đông, mộ phần vô cùng quan trọng. Bản thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau một lần đi qua Vũng Chùa, với tầm nhìn của vĩ nhân, hiểu rõ giới hạn của đời người, còn mắt tinh anh của một thiên tài, đã chọn đây là nơi an nghỉ cuối đời của mình. Sau khi Đại tướng mất, chuyện an nghỉ của Đại tướng cũng đã được Bộ Chính trị và Trung ương cân nhắc rất nhiều. Vũng Chùa, Đảo Yến hội tụ đủ linh khí, xứng đáng là nơi yên nghỉ của bậc đại anh hùng của dân tộc cuối cùng đã được quyết định theo đúng ý Đại tướng. 7 giờ 25 phút ngày 13 tháng 10 năm 2013, lễ di quan Đại tướng tại thủ đô Hà Nội bắt đầu. Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển ra Linh Sa, được di chuyển dọc theo các tuyến phố Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu để người dân được vĩnh biệt Đại tướng lần cuối trước khi ra sân bay Nội Bài về với Quảng Bình. 13 giờ 5 phút, hàng ngàn người đang đứng hai bên quốc lộ 1A chờ đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua để tiễn biệt người trở về đất mẹ. 15 giờ 38 phút, cỗ linh xa Đại tướng đã được đưa đến lưng chừng núi Thọ và rồi đưa xuống huyệt mộ. Hàng nghìn người dân rưng rưng nước mắt trong giờ phút cuối cùng tiễn biệt Đại tướng. Cả biển người đang lặng đi trong tiếng nhạc hồn tử sĩ. Nhiều cụ già râu tóc bạc phơ, nhiều em nhỏ được cha mẹ dắt tay hay bồng bế cũng đang đứng chờ đắp xong mộ phần Đại tướng. Ánh chiều xế dần, hàng vạn người dân vẫn đứng chờ đến lượt để tiễn biệt Đại tướng. Khi sống, Đại tướng ở trong lòng dân. Khi tử giá có trần, ông cũng vẫn mãi mãi sống trong lòng dân. Đại tướng đã mãi mãi nằm lại nơi đây, huyệt mộ có độ cao 110m, lưng núi Vũng Chùa, cách ngọn mũi rồng khoảng 1km. Khuôn viên được chọn an táng Đại tướng đã xây dựng các tháp thiết kế như kiểu tháp chuông ở các khu tưởng niệm, có một quả chuông bằng đồng, một căn nhà kiểu văn phòng rộng chừng 50m2 xây lên từ vài năm trước. Bên trong hàng rào là vài con đường đất sỏi và từ trước tới nay chưa có hoạt động gì nên người dân địa phương không biết để làm gì. Trước mặt lăng Đại tướng gần nhất là Vũng Chùa, xa chút nữa là Biển Đông rộng lớn, xa khơi là Thái Bình Dương. Mộ Đại tướng gối đầu vào dãy Trường Sơn Bắc, chân của Đại tướng đạp lên ba hòn đảo vững thế kiểu ba chân, hòn Yến, hòn Gió, hòn La. Xa hơn là hai chân Đại tướng gác lên hai quần đảo lớn Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Huyệt đất quay về hướng Nam. Về phía Bắc, núi Vũng Chùa dựa vào dãy núi lớn cao trên 700 mét. Phía Tây, núi Xúa kéo dài như một tay ngai, cao 136 mét. Phía đông như con hổ lớn ở vị trí Bạch Hổ, dãy mũi rồng như một cánh tay dài như một con rồng lớn chạy ra biển ở vị trí Thành Long. Từ trên huyệt mộ nhìn xuống sẽ thấu cả một vùng biển rộng, có dòng hải lưu chảy từ hướng Tây sang phía mũi rồng.
qua khoảng biển rộng khoảng 400 mét là đảo Yến, gồm hai ngọn như chiếc bình phong chắn gió ở vị trí chủ tước. Lý do đại tướng chọn nơi này vẫn là điều bí mật chưa được tiết lộ. Nhưng cũng có rất nhiều những lý giải cho sự lựa chọn này của đại tướng, thể hiện con mắt thần của bậc vĩ nhân và càng thêm khẳng định cho vùng đất thiêng này dường như đã nằm im nghìn năm để chờ đợi một vĩ nhân dân tộc. Trước hết về mặt phong thủy, nơi đây được coi là có mạnh khí chảy từ Trường Sơn xuống, dẫn mạch khí từ nghìn dặm bắc về đến đây gặp biển tụ lại. Biển mênh mông như một hồ lớn, nhưng trước huyệt đất lại có hải lưu dẫn khí lưu thông mà không tán. Sinh mà tụ là thế đất tuyệt vời này. Phía bên trái, theo cổ truyền là bên tả, dãy núi mũi sông chảy ra biển, vừa xuôi xuống biển tạo ra một vòng cung chắn khí tản đông mà còn chắn gió đông, không để gió, tức phong thổi vào huyệt mộ. Đó chính là hình tượng con rồng xanh hầu bên tả. Phía bên phải, hướng tây núi Xú sừng sững như một con hổ trầu, che những cơn gió thổi vào huyệt đất. Đó chính là bạch hổ trừ mọi tai ương. Phía nam đóng vai trò minh đường tụ thủy, mạch hải lưu nhẹ cấp thêm sinh khí cho huyệt mộ. Phía xa một chút là đảo Yến như bình phong lớn làm ấm huyệt mộ. Đây đúng là đất thái cực biên huân. Thêm nữa, không phải bây giờ mà ngay từ ngàn xưa, vùng vũng chùa đảo Yến đã là nơi chim yến hội tụ díu dít quanh năm. Đúng là đất lành chim đậu, chim tụ hội thành đàn, đông vui díu dít, là đất tụ khí tàng phong. Chưa kể, mũi rồng, vùng đất ngọa hổ tàng long, voi trầu hổ phục, đầu dựa vào núi Hoành Sơn, một nhánh đâm ngang của dãy Trường Sơn Bắc hùng vĩ. Xưa kia, việc chọn đất đóng đô của Quang Trung Nguyễn Huệ, của các vua chúa nhà Nguyễn tại Phú Xuân, thuận theo thuật phong thủy này. Mặt khác, cũng theo phong thủy, người Việt thường quan niệm rằng tụ thủy tụ nhân. Vũng chùa là một vùng biển tụ thủy hiếm có. Việc trước đó trong lịch sử, như Vua Hùng chọn đất Phong Châu, Phú Thọ, ngã ba sông để đóng đô, hay gần đây nhất, tỉnh Hà Tĩnh cũng chọn ngã ba bến Tam Xoa để xây khu lăng mộ Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của đảng, cũng theo thuật phong thủy, tụ nhân. Như vậy, việc chọn Vũng Chùa, Đào Yến là một lựa chọn tuyệt vời xét về mặt phong thủy. Về mặt quân sự, nơi đây là địa thế quân sự vô cùng quan trọng. Điều này lý giải vì sao đại tướng chọn nơi an nghỉ là dãy Bắc Trường Sơn, chính giữa đất nước, không phải là Nam Trường Sơn. Vì sao đại tướng lại chọn ngọn núi Hoành Sơn, một nhánh đâm ngang của dãy Bắc Trường Sơn để an giấc? Bởi với nhãn quan chính trị tài ba, đại tướng hiểu nơi đây là một tử huyệt về quân sự. Nếu xảy ra chiến tranh, đất nước bị xâm lược thì đây là vị trí bị tấn công đầu tiên để cắt đôi nước Việt Nam. Chưa kể, biển đảo hiện nay là một vấn đề trọng yếu của dân tộc. Thế kỷ 21 là thế kỷ của biển đảo. Mọi quốc gia đều có xu thế hướng sự phát triển ra biển. Việc chọn Vũng Chùa Đảo Yến làm nơi an nghỉ vĩnh hằng, phải chăng đại tướng muốn thực hiện sứ mệnh là người lính cụ Hồ, canh giữ và bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của dân tộc? Kể cả khi đã nằm xuống thì đại tướng chính là ngọn hải đăng sáng mãi, giúp ngư dân bám biển, giữ biển vững bền. Về mặt tâm linh, đây là vùng đất hào khí linh thiêng, vùng đất địa linh, rồi xét sản sinh nhân kiệt. Phía bắc đèo ngang có đền bà chúa Nguyễn Thị Bích Châu, cực kỳ linh thiêng. Phía nam đèo ngang trên núi Thọ Sơn, nằm bên vũng chùa, có một ngôi đền cổ cực linh nhưng hiện đã hoang phế. Ngoài ra, ở đây còn hai ngôi mộ thờ hai vị thành hoàng làng che chở cho dân nghèo địa phương. Trên đỉnh Hoành Sơn Quan là đền thờ nữ chúa Liễu Hạnh. Chưa kể, những câu chuyện tâm linh về vùng đất này được truyền tụng từ bao đời người dân trong làng. Về kinh tế, với tầm vóc lịch sử, nơi đây sẽ có một khu vực kinh tế rất phát triển. Khu kinh tế Hòn La có khả năng sẽ được đầu tư xây dựng xứng tầm khu kinh tế quốc gia và khu vực. Cùng với khu kinh tế Vũng Áng, Hòn La là hai khu kinh tế phát triển mạnh nhất nhì đất nước, nằm hai bên dãy Hoành Sơn. Chưa kể, nơi đây có đủ các yếu tố hội tụ nên một đầu mối giao thông vận tải cực kỳ quan trọng. Đường xuyên Á, quốc lộ 1A, đường biển, đường hàng không được phát triển. Về đường biển, khu vực này có cảng Hòn La, Vũng Áng, Sơn Dương. Về đường bộ, chúng ta có quốc lộ 1A, đường 12B nối Vũng Áng lên cửa khẩu Cha Lo sang nước bạn Lào, CPC và Đông Bắc Thái Lan. Về đường hàng không, chúng ta có cảng hàng không Đồng Hới, Quảng Bình, trong một tương lai có thể sánh vai với sân bay Vinh, Nghệ An. Từ những góc nhìn trên, phần nào chúng ta hiểu thêm được về việc chọn Vũng Chùa, Đảo Yến
là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đó càng chứng tỏ tầm nhìn vĩ đại, con mắt thần của bậc vĩ nhân, vị đại tướng của nhân dân Việt Nam. Tháng 10, 2013, sau khi chút hơi thở cuối cùng và thực hiện nghi thức lễ tang quốc gia, thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đưa về an nghỉ cuối cùng tại Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình. Vùng đất linh thiêng này được chính Đại tướng chọn trong một lần qua thăm nơi đây, làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Việc chọn Vũng Chùa, Đảo Yến cho thấy nhân sinh quan hơn người, cái tầm rộng lớn, cái tâm vĩ đại của Đại tướng. Ngoài các yếu tố phong thủy hiếm có, quân sự tối quan trọng thì hẳn có các yếu tố tâm linh huyền bí vùng đất này. Bởi vậy, nơi an táng của Đại tướng được gọi là huyệt Đại Cán, Thiên tướng trấn Thiên Thu. Đại tướng sẽ là một thiên tướng trấn giữ phía đông Tổ quốc, ứng với câu tất phát khoa giáp, định rất phát đinh tài lượng vượng, phú quý miên trường, mọi người đều kính phục. Biết sử toán thư, biết sử thêm yêu nước.